Xin chào tất cả các bạn đến với Lọ Online. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn đàn tác phẩm Nothing Gonna Change My Love For You trong cuốn Romantic Piano tập 1 soạn cho piano à, đó được mình tuyển soạn ha. Tuyển soạn là sát với bản gốc của ca sĩ hát. Trong những bài soạn thì có cả khóa pha, khóa son và đặc biệt là có phần hợp âm đi kèm trên mỗi khung nhạc này, để những bạn học theo đàn theo kiểu cover thì các bạn nhìn hợp âm các bạn đàn cho nhanh ha. Còn những bạn học bài bản hoặc có khóa pha đầy đủ thì các bạn nhìn khóa pha tập thôi ha. Đó, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua thông tin trên website, qua số điện thoại để mình gửi sách. Rồi, bây giờ các bạn nhìn vào tay phải, bài này viết ở dòng rê trưởng nên có hai dấu thăng là pha thăng và đô thăng. Đó, các bạn chú ý khi nào tới pha thăng, đô thăng, đàn thăng lên. Và khi đọc các nốt trong bài mình cũng sẽ không đọc theo, ví dụ pha thăng mình sẽ không đọc là pha thăng, mình đọc pha luôn nhé. Mình đọc theo dấu hóa trong bài luôn nhé. Các bạn chú ý. À, rồi tay phải các bạn nhìn vô bài này. Fa mi re, fa si re la si do si la re do si re la si. Đó là câu intro của bài đó. Rồi tay trái re trưởng các bạn rải. Re la re. Rồi son. Son re son son trưởng. Son trưởng này các bạn đàn son re son. Hoặc phần này các bạn đàn son major 7 cũng được. Đó như trong bài nhạc xích nhạc mình chọn son major 7 nhưng mà âm thì ghi là son ha. Đàn son major 7. Hoặc son trưởng đều được. La trưởng, la mi la, pha thăng, pha đô pha, si thứ, si pha si, mi trưởng, mi si mi, son trưởng, son re son, về lại la trưởng. Đó, các bạn chú ý ha. Về những bạn mà học theo phương pháp cover thì các bạn có thể đăng ký mua cuốn giáo trình 30 ngày học piano cover. Trong này có các phương pháp rải theo hợp âm à, trong này có các hợp âm này, hình ảnh và các phương pháp rải từ cơ bản tới nâng cao à, để các bạn áp dụng vào rải một bài bất kỳ theo các điệu đàn và có các mẫu đềm hát để các bạn tập và thực hành luôn nhé. Rồi bây giờ các bạn ghép câu intro nè. Tiếp tay phải. Fa son la fa la fa la fa la mi re fa do re do la fa re si re si la fa re si son la si la re. Đó. Bài này đảo phách rất là nhiều nên các bạn phải tập kỹ nhé. Bạn nào chưa vững phách thì các bạn cố gắng tập từ từ một. Rồi tiếp câu thứ hai. Đô fa son la fa la fa la fa la mi re fa do re do la fa re si re si re si la fa re si son la si la re. Đó, tập cái đó thôi. Như vậy là hai câu giống nhau ha. Rồi tay trái rê trưởng rê la rê đó, cứ phương pháp 158 này, 158 158 nghĩa là khoảng cách giữa nốt bắt đầu và các nốt tiếp theo 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi la trưởng bát đô thì các bạn đàn đô trước, đô thăng la đô thăng si thứ si fa si fa thăng thứ bát la thì các bạn đàn la trước la fa la. Son trưởng lại son rê trưởng rê la rê mi thứ mi si mi son la sắc
Giờ ở tay phải các bạn nhấn la sus rồi nên các bạn chỉ rải mi la mi la. Rồi, hàng theo tương tự. Rồi, bắt đầu ghép nè, fa sol la. Fa sol la. Bạn chưa vững các bạn chú ý tập trung này. Si do re mi re la la. Đó. Si do re mi re la la. Đó. Nhịp thì các bạn khó nhịp nên mình khỏi nhịp cái chân nên để các bạn nghe khó chịu quá. Si do re mi re la la. La son fa son. Đó. Son fa son la fa re re. Si do re la do re si do re si fa mi re mi. Đó, các bạn tập tay phải cái đó ha. Rồi tay trái son trưởng nha. Son trưởng, son re son cứ 1 5 8 cho mình, son re son. Re trưởng bát fa thăng. Fa thăng re fa. Fa thăng bát la thăng thì các bạn đàn la thăng trước la fa. La phà la hoặc la phà đô. La phà la. La thăng phà thăng la. Si thứ lại. Si phà. Đó. Si phà si. Hoặc si thứ F9 thì si phà đô. À, đó là trong bài thì mình soạn theo si thứ F9 ha. Đó. Đây là si thứ F9. Còn si thứ bình thường. Trong bài có thể bạn sử dụng F9 thêm để nghe nó thêm hay ha. Rồi mi thứ mi si mi re trưởng re la re. Đó. Rồi bên kia là son trưởng thì rã lên. Đó, rồi chúng mình tiến hành ghép nè. Fa son la. Fa son si do re. Tay trái hợp âm tương tự ha. Các bạn chú ý re trưởng, các bạn rải re là vẫn là phương pháp như vậy ha, rải lên rồi rải xuống. 1 5 8 5 son trưởng son re
la trưởng, la mi la mi fa thăng bảy, đô fa đô si thứ, si fa mi trưởng bát son thăng, son thăng mi son mi la trưởng, la mi la mi. Rồi hai hàng dưới tương tự. Rồi bây giờ mình sẽ ghép ha. Mi fa 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 fa. Mi fa 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 la la si 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 mi 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 son fa son fa mi le le do le fa mi si mi le 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 do do si si la mi fa 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 la la si si. Ô cuối cùng rải hợp âm rê trưởng ha, chín rê là mi fa la mi fa la rải. Đó. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn là xong một bài trong cuốn Romantic Piano. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.